Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời của ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc con người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước nạn lụt lớn, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào trong tàu mà người ta cũng không ngờ, thì thình lình nước lớn ập đến cuốn đi tất cả. Thì khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Có hai người đàn bà đang cùng xây bột, một người được tiếp nhận, người kia bị bỏ rơi. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa của anh em sẽ đến. Nhưng anh em phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc ông ta sẽ canh phòng, không để cho nó đào ngập, khoét vách nhà mình. Vậy anh em cũng phải sẵn sàng, vì lúc anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Thưa quý ông bà, chắc là không nói nhiều, bởi vì nói không ai hiểu gì hết. Tôi chỉ dùng chữ tỉnh thức. Nhiều người nghĩ tỉnh thức là không ngủ. Đúng một phần. Nhưng tỉnh thức có nghĩa là sống từng giây phút hiện tại với ý thức mình biết mình đang làm gì. Và cái điều đó chính là thiền. Mấy người tập thiền là tập như vậy. Thưa quý ông bà, mình ngồi vào tay lái xe mà mình nghĩ chuyện khác, mình sẽ gây tai nạn. Hoặc là mình không nghĩ chuyện khác mà mình ngủ quên, cũng gây tai nạn. Cho nên, nếu nói mùa vọng là mùa tỉnh thức để chờ Chúa đến, không đúng. Chúa vẫn ở đây, Chúa đến rồi. Không phải là Chúa vắng bóng, mà Chúa có mặt trong từng giây phút mà mỗi người chúng ta không lưu tâm, không để ý, thế thôi. Cho nên, sống trong gia đình, có khi vợ chồng sống bên nhau mà không để ý tới nhau. Có khi cha mẹ suốt ngày không nhìn thấy con cái, huống chi là gặp gỡ con cái. Đó là cái tỉnh thức. Tôi lấy ví dụ cụ thể. Tối thứ sáu vừa rồi, tôi nói không phải để kết án, nhưng vì nó xảy ra hoài. Cái phòng freezer ở bên trong, ban tổ chức có dán miếng giấy không phận sự xin đừng mở ra. Tối thứ sáu 11 giờ khuya, tôi đi sang đây kiểm mấy cái cửa. Tôi bước vào đó thấy lạnh, vì nguyên cái phòng lạnh mở cửa, mở từ hồi 6-7 giờ cho tới 11 giờ. Và nếu tôi không kiểm, nó sẽ mở tới chiều hôm sau. Và hai tuần trước đã phải sửa một cái máy bơm của cái máy lạnh đó, tốn khá nhiều tiền. Là vì
nó chạy quá công sức, tủ lạnh mà lại mở. Ai mở? Phải có người mở. Người đó không tỉnh thức, biết mở, rút cái chốt, chứ không phải chỉ kéo, có cái chốt nữa, chốt an toàn. Kéo ra được thì phải đẩy lại được. Mình không làm, đó là tôi gọi không tỉnh thức. Ngồi trong nhà, mình đến cái bàn, kéo cái ghế ra, thì khi đứng dậy, mình tỉnh thức đẩy cái ghế vô, bao nhiêu đó thôi. Có thể có nhiều người nghĩ ông Hồng cổ lỗ sĩ quá rồi, chuyện đó bây giờ ai làm? Chuyện đó là chuyện tốt, biết tự trọng thì muôn đời nó vẫn tốt, không có lỗi thời. Cánh cửa đang đóng, mình mở ra thì phải có phận sự đóng lại. Hoặc là mình mở, mình phải móc, không thôi gió đập bể kính, vân vân. Thưa quý ông bà, đó là tỉnh thức. Thậm chí mình làm cái gì mình biết mình đang làm, đó là thiền. Trở về với đời sống gia đình, mình nói chuyện với đứa con, mình biết mình đang nói chuyện với đứa con. Mình sẽ canh giữ lời ăn tiếng nói của mình. Mình gặp người vợ hay người chồng, mình biết đây là người mà mình hứa yêu thương và tôn trọng suốt đời. Đừng ngủ quên tỉnh thức. Đó, thưa quý vị, ngắn gọn, xin cố gắng hiểu dùng. Và đối với Chúa cũng vậy, Chúa ở đây, nhưng mà mình không tỉnh thức, mình không thấy Chúa đâu hết. Mình không thấy Chúa trong một đứa con đang đau khổ. Mình không thấy Chúa trong một người chồng vừa bị bệnh, bị một cơn bệnh ngặt nghèo. Mình không thấy Chúa trong người vợ bị người khác hiểu lầm, vân vân. Mình không thấy. Chúa ban cho chúng ta mỗi năm đến mùa vọng và mùa chay để chúng ta trở về với giây phút hiện tại. Xin sống giây phút hiện tại thật trọn vẹn. Tôi nghĩ đó là thánh. Bởi vì chúng ta sống trong thế giới ảo nhiều quá. Tôi với cha Thúy đi vào một cái cửa hiệu ăn, một nhà hàng Việt Nam, thấy có một gia đình, hai vợ chồng, bốn đứa con vào, kêu thức ăn. Kêu xong, mỗi người có cái máy và chăm chỉ vào đó, không ai nói chuyện với ai, không ai để ý tới ai. Cho tới lúc thức ăn đem ra, mỗi người vừa ăn vừa chơi với cái máy của mình. Như vậy đi ăn chung làm gì? Ở nhà cho rồi. Làm cho mỗi người một tô, vô phòng ngồi ăn. Chúng ta không tỉnh thức, chúng ta làm nô lệ cho máy móc. Máy đâu quý hơn con người được, nhưng chúng ta đánh mất con người, đổi lấy cái máy. Xin Chúa ban cho chúng con sự tỉnh thức. Đây có nghĩa là để ý từng giây phút, để biết chúng con đang làm gì. Chúng con đang dâng thánh lễ. Chúng con đang bắt đầu đọc một lời kinh. Ý thức mình đọc cái gì? Đó là điều mà tôi rất thích. Các tín đồ Phật giáo mỗi lần sướng kinh lên thì họ nói
chúng tôi niệm kinh. Niệm có nghĩa là suy niệm từng chữ. Còn chúng ta quen chữ đọc kinh. Tôi nhờ cái máy cassette nó đọc, đọc thế được, thấu vô, mở ra cho nó đọc. Nó đọc tốt hơn mình là vì nó không chia trí. Trong Hòa Vọng năm nay, chúng ta có 4 tuần. Đặc biệt tôi đề nghị hãy tỉnh thức để tổ chức lại gia đình mình. Có một bữa ăn, ăn chung với nhau, một tuần một lần cũng được. Đừng vắng ai, đặc biệt trong đêm Giáng sinh. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin.